Đây là kênh mới của mình nha mọi người. I am Lê Hùng. Hey yo, xin chào anh em. Chào anh em đã quay trở lại với những mặt trôn của Lê Hùng. Yeah, đừng có ai thắc mắc gì về con cá ở trên đầu mình nha. Đây là cái bờm tóc của mình mọi người. Thì do tóc mình dài cho nên là những cái vật dụng như này ấy, khá là hữu ích đối với mình, cho nên mình rất là ưa dùng trong những ngày dịch tóc dài như này. Đó, mình còn rất nhiều mẫu kiểu như thế này. Đấy, nếu mà anh em thích ấy, thì mỗi video mình sẽ đeo một cái cho anh em ngắm. Thôi, cho mình hỏi. Ở đây, ai là fan của Lê Hùng? Giơ tay. Cái câu này nói hơi nhiều nhàm rồi đúng không? Cho mình hỏi, ở đây ai đã subscribe kênh HM Channel thì giơ tay. Đó, thì nếu mà ai mà đã subscribe HM Channel rồi ấy, thì vui lòng subscribe thêm một kênh nữa cho mình nhé. Đây, thì đây là kênh mới của mình nhá. Đây nè, đây là kênh mới của mình nha mọi người. I am Lê Hùng. Đấy, hiện tại đã có 9,1 nghìn người đăng ký nha mọi người. Đây chính là giao diện kênh của mình nhá. Giao diện kênh mới của mình. Và đây chính là thằng Lê Hùng rồi. Còn mấy thằng này là không phải. Cái thằng này là ghép. Anh em nhớ bấm subscribe nha anh em. Bấm subscribe giúp mình nhá. Đó, đây mình đã có một video rồi đấy. Mình đã đăng một video ở đây rồi. Để khi mà mọi người vào ấy, mọi người sẽ thấy một video này. Mọi người sẽ không tưởng đây là kênh fake nha mọi người. Ok, nhớ bấm subscribe giúp mình nhá. Thì lý do mình làm cái kênh này thêm ấy, mọi người cũng biết đấy, mùa dịch này mình sẽ làm rất nhiều video, cho nên mình sẽ làm thêm một kênh này nữa. Anh em sẽ có rất nhiều video để xem, cho nên là anh em nhớ đăng ký cả hai kênh nhá. Đăng ký cả hai kênh xem cho nó đã luôn cái mùa dịch này. Ok, mấy hôm vừa rồi ấy, thì mình có đăng ở trên các tác cộng đồng để thông báo mọi người là mình có lập kênh mới rồi, cho nên là đã có một số bạn đã đăng ký rồi, mấy người đã đăng ký rồi. Còn hôm nay mình sẽ làm hẳn một đoạn ở trong cái video này để cho mọi người biết đến nhiều hơn, để mọi người bấm đăng ký cho mình nhá. Mọi người bấm đăng ký để cho mình đặt nút bạc, xong rồi đến nút vàng nữa đấy, lấy hai cái nút đấy về treo tường làm kỷ niệm. Rồi, thế là nếu mà được thêm hai nút nữa thì mình sẽ có tổng cộng 2 nút vàng và 2 nút bạc anh em ạ. Cảm giác cái sướng lắm, nhưng mà không biết đến bao giờ mới hoàn thành được, cho nên anh em cứ đăng ký nhiệt tình giúp mình nhá. Ok, khi mà mình cầm vào cái máy quay này thì mọi người cũng đủ biết rồi đúng không, là hôm nay sẽ tiếp tục là một màn chôn con lợn mình. Anh em hãy đi cùng mình nhá, let's go. Mình phải đi vào phòng vệ sinh của con lợn mi để ngắt hệ thống nước. Ok, xong. Và cái bước chuẩn bị cho màn trôn này đã xong. Nó chỉ có thế thôi mọi người ạ. Thì bây giờ anh em hãy cùng đợi xem một lát nữa mọi người sẽ biết màn trôn nó là gì. Mình vừa mới là tắt cái hệ thống nước ở dưới lầu 1 thôi, còn trên lầu 2, lầu 3 vẫn hoạt động như bình thường nhé. Mỗi lầu 1 bị tắt thôi. Được, cùng đợi một lát nữa. Một lát nữa tối đã, rồi trò hay mới bắt đầu. A few minutes later. Yeah. Mất nước rồi. Cái gì? Mất nước rồi. Bằng. Này. Hết nước à? Không biết, bật từ nãy không lên rồi. Kiểm tra hết chưa? Cái vòi kia nào? Mất nước rồi, chết rồi, sao rồi? Vòi tắm sao? Sao lại mất nước cái dở này? Mất nước rồi. Em đóng tiền nước chưa? Đóng rồi, hôm qua vừa đóng xong hóa đơn còn kia. Chết rồi, bây giờ này mất nước em tắm rửa kiểu gì? Bình thường có bao giờ mất nước đâu. Thì thế, mình không bình thường, nếu mà hôm nào tháng nào mà quên đóng tiền nước thì sẽ mất nước, nhưng mà tháng em đóng rồi. Đóng qua mà. Mà chiều vẫn dùng bình thường. Hãy anh ra kiểm tra ngoài kia xem có không. Để anh nên gọi lên ban quản lý xem em đã đóng chưa hay là em nhớ nhầm. Rồi kia còn hóa đơn còn chụp ảnh các thứ rồi lại rồi mà. Rồi để anh gọi cho ban quản lý đã xem nào. Gọi luôn nhé. Alo ạ, kiểm tra giúp em nước ở nhà. Vào. Ô thế sao nhà em lại mất nước nhỉ? À, vâng. Làm màu tí chứ, có gọi cho ai đâu. Em à? Sao, gọi sao? Người ta bảo là nhà mình vẫn con nước vẫn hoạt động nước bình thường. Nhưng mà chắc là do đường ống bị hỏng rồi, ống nước hỏng rồi. Làm gì có giọt nước nào đâu mà dùng bình thường. Dạ, không có giọt nước nào rồi. Thế là do hỏng rồi. Thế phải gọi thợ sửa ống nước rồi. Mấy giờ rồi?
Bây giờ tối rồi thì làm sao mà ai đi ra đường đi sửa cho em được? Bây giờ là hơn 6 giờ tối rồi. 6 giờ thì có ai được ra đường để sửa không? Nhưng không biết mua nước dùng chết à? Không tắm gội thì không rửa mặt, không vệ sinh được chết. Ồ nhà, bây giờ tắm giặt mới là điều vấn đề quan trọng này. Em đang định đi tắm luôn á. Có định gội đầu không em? Có, đầu đang bẩn đây này. Hứa ơi, hứa tại cho anh ấy. Em bảo hôm qua em gội đầu luôn thì anh cứ can em muộn rồi đừng gội. Anh nghĩ là bây giờ anh sẽ đi sang nhà hàng xóm anh lấy nước cho em nhé. Ờ đúng. Anh xin mấy túi nước về cho em rửa mặt tắm. Sao lại xin túi? Túi thì mới tắm được chứ, chẳng lẽ xin xô chậu. Em ngồi vào chậu em tắm à? Đấy, anh xin vào túi bóng rồi anh về anh có cách cho em tắm. Anh phải xin nhiều tí nhá. Được. Xin đủ gội đầu ấy á. Được. Em ơi, nước về làng rồi em à. Sao cho anh nặng quá. Nước bịch cái thôi á. Thì người ta cho một bịch này thôi, tí nữa người ta cho tiếp. Người ta còn cho nước ấm để về tắm em ạ. Thế này, nhưng mà thế này cho đủ gội đầu được. Thì em cứ tắm đi xong rồi tí nữa lấy tiếp. Ui da, không có nước lại còn đòi hỏi. Có được giọt nào là hay giọt đấy rồi em ạ. Cứ làm nào để tắm. Đợi tí. Tí nước rồi đổ hết, không có gì mà dùng. Để rửa ra, treo ra đây, đứng ra. Cẩn thận. Đó, treo lên đây. Rồi. À, xong rồi. Bây giờ nhá, anh phải lấy cái gì đã? Thôi đừng có chọc rồi. Bây giờ nhá, đây rửa. Em hiểu rồi. Bây giờ em chọc lỗi, chọc một hai lỗi xong rồi tắm là vừa. Nhưng mà... Đây, em chọc thử xem nó có phun ra đúng như em mong muốn không? Chọc về hướng em ấy. Không, để em đứng lại, em đứng lại đây đúng không? Em chọc chỗ này nhá. Ừ. Úi, ớt được cái này. Trùng nhiều lỗ vào. Xa xa leo ra tí. Đó. Vừa thôi không tốn nước em ạ. Ờ được ấy nhỉ. Thôi anh đi ra, để em tắm thôi anh được. Nhanh này. Được. Không được chảy thêm bây giờ. Đấy, em chảy chọc thêm vào chỗ này nữa nè, đây này, chỗ này căng nè. Đấy, đúng rồi. Đấy. Rồi bây giờ anh đấy, xong rồi đứng dưới này tắm. Được, bây giờ anh đi để em còn cần anh tắm đi, không nó chảy hết. Bây giờ anh phải đi sang kia, anh xin thêm một túi nữa để anh lên nhà anh tắm. Xin cho em để em rửa mặt, để em tẩy trang sửa. Thôi, bây giờ em tắm với cả rửa mặt, gội đầu vào một túi này thôi. Anh đủ. Đủ, mỗi người chỉ là một túi thôi. Biết này thì bẩn thế. Thôi, tắm thế đi. Ôi, tắm tiết kiệm thôi em ạ. Thôi đi, bây giờ còn tắm đi hết. Anh biết rồi, anh biết kiểu gì rồi, em đừng có tắm bằng xà phòng em ạ. Tắm bằng xà phòng nó sẽ tốn nhiều nước. Anh nói nhiều quá thế, cả anh tẩy cái nước của em và đi để tắm. Ui giời. Anh em thấy fan mình của mình đỉnh không? Tắm bằng cái túi bóng ấy cũng đỉnh mà. Mọi người nhà mà mất nước ấy thì đi xin nước về tắm ấy, làm như cách của mình. Nhưng mọi người chọc lỗ ra tắm như vòi hoa sen luôn. Mỗi tội mất công đi xách nước về. Thôi bây giờ đến lượt mình đi tắm. Ui giời. Vào phòng tắm của mình là ảo tung cả chảo luôn nhá mọi người. Thôi vào đây tắm nhá mọi người ạ. Nóng quá. Ui, nước ấm đã luôn. Khổ nhờ, cách nhau 2 tầng thôi mà người thì tắm nước không hết, người thì phải tắm bằng một cái túi nước. Màn trôn của mình đỉnh không? Màn trôn của mình anh em thấy hả hê chưa? Ai là fan của Lê Hùng thì nhớ đăng ký am Lê Hùng nữa nhé mọi người. Tắm á. Mình đi mà biết là mình trôn của Lợi Bi chắc nó tức lắm đấy. Còn phải rửa mặt, xong rồi gội đầu, xong rồi tắm. Mà nó chỉ loanh quanh ở trong một cái túi nước đấy thôi thì không biết là Bánh Bi có thể tắm được không? Cách nhau 2 tầng thôi mà 2 thế giới khác biệt. Sướng rồi. Thôi, kết thúc video rồi. Tắm tạp ạ. Anh em thấy hay thì cho mình một like, một subscribe nhá.